12. Cái gì quan trọng hơn bản thảo? Tôi không muốn làm cho bạn e sợ công việc viết lách. Nó đáng ngại thật nhưng không đến mức ghê gớm như bạn nghĩ. Để tôi giải thích thế này. Có 3 yếu tố chủ chốt làm nên thành công của một chiến dịch marketing dù là online hay offline. 1. Danh sách khách hàng hay lượng người truy cập nếu là marketing online. 2. Lời chào hàng hoặc thỏa thuận giá cả. 3. Bài quảng cáo, nội dung thôi miên bằng ngôn từ. Trong đó, bài quảng cáo là ít quan trọng nhất. Ví dụ, mới tuần trước thôi, tôi hoàn thành một cuốn ebook bằng RSS và viết blog. Tôi đề cập cuốn ebook trong bản tin email gần đây của mình. Mặc dù trong web của cuốn ebook chưa được hoàn thiện, bài viết chào hàng chưa được tải về, vẫn có rất nhiều người truy cập vào địa chỉ trang web và sẵn sàng mua cuốn ebook, đến nỗi cô bạn đồng tác giả cuốn ebook của tôi nói rằng: "Rona, có lẽ chúng ta nên làm việc khẩn trương hơn." Tôi suy nghĩ về điều đó và đáp lại cô ấy rằng: "Cứ tải một thứ gì đó trên trang web thông báo rằng chúng ta chưa có bài viết chào hàng, nhưng nếu các vị ấy không đợi được và chỉ muốn có sách ngay tức khắc, cứ cho họ một cái nút để bấm." Cô bạn làm theo lời tôi, kết quả ở hình 12.1. Sau đó, tôi viết nhanh một email để gửi cho khách hàng như sau. Tiêu đề: "Đây ắt hẳn là thứ hoang dại nhất tôi từng thấy. Tất cả những gì tôi làm là đề cập đến cách thức tạo ra một cơn bão số lượng người truy cập vào website của bạn với công cụ RSS mới, và hiện giờ người ta đã đổ xô đến website. Vấn đề là chúng tôi chưa thể ra mắt nó vào lúc này, chúng tôi chưa có bài viết chào hàng cho nó cũng như chưa hoàn thiện xong hệ thống đặt hàng." Tôi nói với Laura, đồng tác giả của tôi, cứ việc tải những gì chúng tôi đã có trên website, có hoạt động hệ thống đặt hàng và bắt đầu bán ngay hôm nay. Nếu mọi khách hàng đều đổ xô đặt hàng sản phẩm mà không cần bài viết chào hàng như thế này thì những người làm công việc viết lời quảng cáo như tôi sẽ thất nghiệp mất. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự không đợi được, hãy truy cập website http://www.stampersdistress.com. Sự kiện này rồi sẽ đi vào lịch sử. Mọi người cứ đặt hàng tự nhiên nhé. Tiến sĩ Ron V, chủ tịch công ty Hypothesis Marketing, tác giả của quá nhiều cuốn sách nên không thể liệt kê hết ở đây. Như bạn đã thấy, tôi chẳng cần phải viết gì cầu kỳ, vì mục đích cuối cùng vẫn là khiến cho người đọc tò mò và hào hứng. Hai nhiệm vụ chính là thôi miên bằng ngôn từ. Bạn có thể biết kết quả chiến dịch marketing không cần thư chào hàng của chúng tôi. Tôi gửi email trên chỉ cho một nhóm nhỏ khách hàng để thử nghiệm. Kết cục chúng tôi trúng một vố lớn ngay lập tức. Laura quá vui mừng đến nỗi cô ấy gọi điện thoại cho tôi với giọng gần như thét lên: "Chúng ta trúng lớn rồi!" Hiển nhiên sau đó tôi vẫn phải đăng thư chào hàng cuối cùng lên website. Trong đó tôi đã không quên đề cập điều thú vị là rất nhiều người đã đặt mua quyển sách mà không cần phải đọc thư chào hàng. Nhưng trong thực tế, thư chào hàng là một thành phần vô cùng quan trọng. Vì sao ư? Đây là câu trả lời nhanh. Khi khách hàng truy cập trang web và bấm nút đặt mua, ngay lập tức họ sẽ bị sốc bởi giá của cuốn ebook 97 đô. Phần lớn khách hàng tiềm năng sẽ bỏ cuộc ngay sau khi nhìn thấy cái giá này. Một thư chào hàng tốt sẽ giúp cho người đọc chuẩn bị tâm lý trước khi nhìn thấy giá cả và làm cho giá trị sản phẩm trở nên nhẹ nhàng, thuyết phục hơn đối với họ. Đó là lý do vì sao không thể không có thư chào hàng. Nó đảm nhiệm chức năng thuyết phục. Một trang web không có thư chào hàng đồng nghĩa với không bán hàng. Quan điểm của tôi là bài viết quảng cáo rất quan trọng, nhưng không phải là thành phần quan trọng nhất trong toàn bộ chiến dịch của bạn. Bạn cần phải có một lời đề nghị, một sự chào hàng hấp dẫn và một danh sách khách hàng thực sự có nhu cầu. Còn lại, bài quảng cáo sẽ đóng vai trò kích hoạt giao dịch mua bán. Hãy nhớ công thức: danh sách chia cho lượng truy cập cộng với chào hàng cộng với bài viết bằng thành công. Từ giờ hãy từ bỏ hẳn suy nghĩ rằng bạn có thể bán hàng thành công mà không cần thôi miên bằng ngôn từ. Trường hợp kế tiếp sẽ chứng minh cho bạn thấy điều tôi vừa nói. 13. Kiểm soát những ngôn từ thôi miên. Trong trường hợp bạn vẫn còn nghi ngờ và cần thêm bằng chứng về sự tồn tại của thôi miên bằng ngôn từ, hãy xem xét những điều tôi sắp nói với bạn. Brown là một chuyên gia về EFT, tức là tức các kỹ thuật
làm chủ cảm xúc. EFT là phương pháp giúp loại bỏ những khúc mắc về tâm lý để bạn có thể tự do thoải mái làm điều mình muốn. Một số người gọi kỹ thuật này là châm cứu tâm lý. Bạn dùng một hoặc hai ngón tay để gõ lên những vùng nhất định trên cơ thể nhằm giải phóng những năng lượng bị kẹt để bạn cảm thấy tốt hơn và không còn cảm giác bức bối bên trong. Bạn có thể cười nếu thích. EFT đã được ứng dụng bởi hàng vạn người trong 10 năm qua, nên EFT chắc chắn không phải lừa đảo và không thể nào tất cả hàng vạn người kia là kẻ ngốc. EFT thực sự có tác dụng. Predator Trates là một trong những khách mời của tôi trong chương trình chuyên đề thu hút một chiếc xe mới mà tôi đã thực hiện thời gian qua. Tôi thực sự quý anh và tôi đã chia sẻ với anh về dự định là một loạt chương trình với chủ đề tiền bạc ngoài sức tưởng tượng. Đó sẽ là một khóa học giúp mọi người gỡ bỏ mọi rào cản về vấn đề tiền bạc để kiếm được nhiều tiền hơn. Trong đó, Brett dạy kỹ thuật EFT cho mọi người để họ cảm thấy thoải mái hơn về vấn đề sự giàu có. Brett rất thích thú với ý tưởng của tôi. Chúng tôi cùng thực hiện các chuyên đề và sau đó nhanh chóng xây dựng một trang web để bán các bài nói chuyện. Hiện tại, Brass rất giỏi về EFT nhưng lại không hiểu marketing nên trang web của anh còn yếu, nhất là phần nội dung viết và vì thế cần phải được cải thiện nhiều. Tôi có cho anh vài lời khuyên nhưng không có thời gian để giúp anh chỉnh sửa trang web. Chúng tôi để mặc nó như thế và bắt đầu bán hàng luôn. Bạn có thể truy cập vào trang web hoặc chỉ cần đọc bài viết chào hàng từ đây. Tiền bạc ngoài sức tưởng tượng. Từ khoảnh khắc này trở đi, bạn có thể thay đổi mãi mãi mối quan hệ giữa bạn với tiền bạc để được tự do hơn và thu hút được nhiều hơn những gì bạn muốn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu bạn đang phải vất vả kiếm tiền, đó không phải lỗi của bạn. Gia đình, xã hội, phim ảnh và cả bạn bè của bạn có thể đã và đang lập trình cho bạn duy trì mãi tư duy của người nghèo. Họ không cố ý làm điều đó. Họ không xấu, đơn giản là họ cũng bị lập trình và lưu truyền con virus từ đời này sang đời khác và giờ là chuyển cho bạn. Nhưng bạn không phải lo lắng vì bạn có thể thay đổi điều đó. Công cụ mới nhất do Ron Vitale và Brett Rates sáng lập giúp bạn đạt được những thành tựu mà bạn muốn sẽ được giới thiệu trong hai buổi chuyên đề tiền bạc ngoài sức tưởng tượng. Chương trình này được thiết kế nhằm giúp bạn gỡ bỏ những niềm tin đã âm thầm ngăn cản bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng thưởng thức tiền bạc ngoài sức tưởng tượng, hãy đặt mua ngay lập tức. Bạn sẽ được nhận bản thu âm hai bài nói chuyện kéo dài hơn 2 tiếng, giúp giải tỏa những niềm tin làm bạn hạn chế khả năng kiếm tiền của bạn và làm thay đổi cuộc đời bạn một cách mạnh mẽ. Trong các bài nói chuyện này, bạn sẽ không chỉ được cung cấp thông tin ở một mức độ đáng kể. Bạn sẽ nhận ra rằng những lý do khiến bạn chưa thể giàu có không phải do thiếu hiểu biết, cũng chẳng phải do bạn thiếu nỗ lực học hỏi hay tham dự các buổi nói chuyện về làm giàu. Tác nhân thực sự đang kiềm hãm bạn chính là những thông tin bạn đã biết vì chúng chẳng giúp ích gì cho bạn trong việc làm giàu. Nhưng niềm tin ngăn cản nền tiền bạc về với bạn và đã trở thành những nguyên tắc trong cuộc sống của bạn, quy định những điều bạn cần làm, quy định bạn là ai để có thể giàu có. Đồng thời, chúng cũng lý giải vì sao bạn vẫn chưa giàu. Lưu ý, chúng chẳng phải nguyên tắc luật lệ gì cả. Bạn làm cho chúng trở thành nguyên tắc của bạn. Những nguyên tắc hoàn toàn không cần thiết trong việc định hình con người bạn. Những nguyên tắc mà nhiều người thành công không hề có. Nếu bạn thực sự muốn giàu có, đồng nghĩa với việc bạn mang lại sự giàu có và hạnh phúc cho người khác. Đây chính là cơ hội để bạn phá luật. Bạn sẽ được nghe những thông tin có thể sẽ rất mới mẻ với bạn, nhưng chúng đã được kiểm chứng bằng kinh nghiệm thực tiễn. Trong vòng 2 giờ kế tiếp, bạn sẽ được dẫn dắt qua những bài tập thực hành giúp bạn có những thay đổi tích cực từ bên trong bản thân. Những bài nói chuyện này thật sự tuyệt vời. Tôi thích những hình tượng được dẫn dắt ở đoạn kết. Brett vận dụng những kỹ thuật thú vị và thổi hồn và chúng vào những sự sáng tạo và chính xác. Kết quả, anh soi kỹ từng vấn đề và giúp bạn vượt qua những rào cản đang mài mòn con người bạn mà chính bạn không hề hay biết. Tôi thực sự ấn tượng với quy trình được trình bày trong bài nói chuyện. Tôi cảm thấy rất khác sau khi nghe chúng. Và tôi có niềm tin chắc chắn vào hai việc. Một, tôi sẽ thường xuyên thực hành quy trình này. Hai, sẽ thay đổi. Sự thay đổi này sẽ giúp mang lại cho tôi sự giàu có và những kết quả tốt đẹp ngày mai thôi. Trên đây là đánh giá của những người tham gia buổi nói chuyện trực tuyến. Chỉ mới một lần, nếu bạn tải các file MP3 của
Buổi chuyên đề, bạn sẽ có thể nghe đi nghe lại nhiều lần và bạn sẽ muốn làm như thế. Với mỗi lần nghe, bạn càng hiểu rõ vấn đề hơn và những động lực để hành động, cũng như những hiệu quả mạnh mẽ của chúng tác động đến khả năng sáng tạo, thu hút và tạo ra sự giàu có của bạn sẽ được nâng cao. Hãy đọc những lời nhận xét của những khách hàng này và nhận thức rằng bất cứ khi nào bạn muốn có được những cảm giác tuyệt vời như họ, thậm chí là tuyệt vời hơn, bạn luôn có thể làm được. Sự lập trình từ những người xung quanh đã tạo cho bạn những niềm tin cố hữu về tiền bạc, chủ yếu là những niềm tin khẳng định rằng bạn không nên có nhiều tiền, những suy nghĩ như thế sẽ không còn được chào đón nữa. Đó là những bài nói chuyện tuyệt vời và đầy sức thuyết phục. Xin cảm ơn các anh đã chia sẻ chúng. Những kỹ thuật được trình bày trong đó là những vật bất ly thân trong cuộc sống của mỗi người. Tôi rất vinh hạnh vì được tiếp nhận những tri thức này. Mỗi khi bản thân có dấu hiệu của những suy nghĩ tiêu cực, tôi có thể xua tan chúng chỉ trong chốc lát. Từ lâu, tôi đã là một người hâm mộ của Ron. Nay, tôi có thêm một thần tượng nữa là Bra. Cảm ơn vì những bài nói chuyện này. Chúng mang lại lợi ích cho tất cả những ai được nghe như tôi. Thật kỳ diệu. Dù bạn có nhận thức được những niềm tin tiêu cực trong bản thân mình hay không, hoặc có thừa nhận chúng hay không, thì điều chắc chắn là chúng đã kìm hãm khả năng, trải nghiệm và tận hưởng sự giàu có mà bạn xứng đáng có được. Bạn nghĩ mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền một khi vượt lên những niềm tin gây kìm hãm? Có bài nói chuyện rất linh nghiệm và ấn tượng. Chúng là những lời miêu tả và giải thích hay nhất về lĩnh vực này mà tôi được biết. Theo suốt sự hướng dẫn của Bra, tôi chỉ tập trung theo dõi trong khi những niềm tin thuở ấu thơ vỡ vụn đầu. Và sau đó, cứ như thế, tôi đang được chứng kiến bài nói chuyện vậy. Tôi nhìn thấy cốt lõi của những suy nghĩ kìm hãm được bóc trần và bắt đầu tan rã. Gót chân Achille đã hiện nguyên hình. Tôi còn nhiều thứ phải làm và với sự hỗ trợ của những chuyên gia như Ron Brown, tôi nhìn thấy sự giàu có của vũ trụ cũng như đang ở ngay bên cạnh mình. Brown và Ron xin cảm ơn các anh vì đã dành thời gian và sự hào phóng để chia sẻ những tri thức này. Trong bài nói chuyện đầu tiên, chúng tôi sáng tỏ những niềm tin sai lệch về tiền bạc, chẳng hạn như tiền bạc là nguồn gốc của mọi sự xấu xa, tất cả người giàu đều là những kẻ xấu xa. Nếu bạn vẫn đang nuôi dưỡng những niềm tin tiêu cực như thế về tiền bạc, chẳng trách vì sao tiền bạc mãi vẫn không đến với bạn. Trong bài nói chuyện thứ hai, chúng tôi giải tỏa những niềm tin sai lệch của cá nhân bạn về tiền bạc, chẳng hạn như tôi không xứng đáng để giàu có, tôi không đủ giỏi, đủ thông minh, đủ tài năng để có nhiều tiền. Nếu bạn sẵn sàng từ bỏ những niềm tin sai lệch đó, hãy đặt mua các bài chia sẻ của chúng tôi ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ liên tục thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng các niềm tin tích cực để về sự trao quyền, chẳng hạn như tôi tài giỏi và tôi có quyền giàu có, tôi xứng đáng được tiếp nhận mọi giá trị tốt đẹp của cuộc sống, bao gồm cả tiền bạc. Tôi có thể làm được nhiều điều tốt đẹp nhờ vào tiền bạc. Các bài tập trong hai bài nói chuyện thiết kế để bạn có thể cảm thụ và nhận biết sự đúng đắn của những lời tuyên bố trên và sự thực là chúng luôn đúng. Nếu bạn đã sẵn sàng xem trọng giá trị bản thân cũng như mối quan hệ giữa bạn với tiền bạc, hãy đặt mua các bài chia sẻ của chúng tôi ngay bây giờ. Giá trị còn tiềm ẩn của những bài nói chuyện này hiển nhiên là ngoài sức tưởng tượng. Vì vậy, lẽ ra chúng tôi đã có thể ra giá 100 đô trở lên cho chúng. Nhưng chúng tôi muốn tạo những điều kiện tốt nhất cho bạn để sở hữu tiền bạc ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều có nó. Thực chất, chúng tôi muốn thay đổi cả thế giới, nên chúng tôi quyết định trong một khoảng thời gian có hạn. Giá của bài chia sẻ này chỉ có 49 đô. Nếu bạn đã sẵn sàng sở hữu tiền bạc ngoài sức tưởng tượng, hãy đặt mua các bài chia sẻ của chúng tôi ngay bây giờ. Còn nữa, vâng, chúng tôi còn muốn chia sẻ cho bạn nhiều điều nữa. Nếu bạn đặt mua ngay bây giờ, bạn sẽ được nhận những ưu đãi sau. Do sản phẩm này sẽ rất hữu ích với bạn, chúng tôi tặng thêm cho các bạn hai bài chuyên đề nữa: gõ cửa sự giàu có và gõ cửa sức khỏe dồi dào. Đây là 2 giờ đồng hồ chia sẻ của chúng tôi về cách gỡ bỏ mọi rào cản để có được sức khỏe dồi dào, tài lộc và hạnh phúc căn
Căn tràn, ban đầu hai bài nói chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký riêng qua tổng đài 30 đô mỗi người. Đây là lần đầu tiên chúng tôi phát hành chính thức và hoàn toàn miễn phí. Sau khi bạn đã đặt mua, tiền bạc ngoài sức tưởng tượng. Hay đặt mua ngay, các bạn hãy dành một ít thời gian để đọc nội dung website trên và cho tôi biết bạn nghĩ thế nào về nó. Bài viết này có chất lượng không? Nó có khả năng thôi miên không? Điều gì còn thiếu sót trong đó? Và bây giờ là câu hỏi triệu đô. Bài viết có thuyết phục bạn mua sản phẩm. Bra và tôi đã gửi bài quảng cáo này cho các khách hàng của mình, rồi sau đó chờ đợi họ đặt hàng. Chờ đợi và chờ đợi, các yêu cầu đặt hàng xuất hiện một cách nhỏ giọt. Nhiều tuần sau, số lượng đặt hàng vẫn không đủ để chúng tôi hài lòng. Chúng tôi quyết định kết thúc dự án EFT này trong thất vọng. Mặc dù rất muốn điều chỉnh lại nội dung bài quảng cáo trên, tôi vẫn không có đủ thời gian khi mà những cuốn sách, những dự án, các buổi nói chuyện trên truyền hình, các chuyến đi và chuyến công việc khác cần phải giải quyết cứ dồn dập. May thay, một người viết quảng cáo trẻ tuổi tên Sam Rosen đã đến giúp Bra. Sam đã nghiên cứu toàn bộ tài liệu của tôi về thôi miên bằng ngôn từ và anh ta quyết tâm chứng tỏ khả năng của mình. Sam đã viết lại toàn bộ website của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy bài viết mới trên hoặc là đọc nó ngay sau đây. Nếu bạn muốn làm ra thật nhiều tiền bạc ngoài sức tưởng tượng, thì bằng cách thay đổi quan điểm, tất cả khi chúng ta đã từng thử nhiều cách trước đây nhưng không thành công, dành cho chúng tôi 151 phút và chúng tôi sẽ cho bạn thấy 9 phương pháp kinh điển giúp bạn có được sự giàu có và thịnh vượng dồi dào. Nếu không, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra để mua. Mỗi phương pháp chỉ dài 3 giây. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trải qua 217 khả năng phối hợp. Nhưng chỉ một cách có thể thay đổi mối quan hệ giữa bạn và tiền bạc mãi mãi. Khó tin quá phải không? Hãy để chúng tôi chứng minh cho bạn thấy. Nếu hệ thống tiền bạc ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi không giúp bạn giải tỏa những niềm tin sâu thẳm về tiền bạc, chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ, tức 100% số tiền bạn đã bỏ ra để mua nó. Chính xác là vậy, tiền trở lại vào túi của bạn. Đó chẳng phải là kiếm ra tiền đấy sao? Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ như thế nào khi mỗi sáng thức dậy, bạn nhận thức được mình đang nắm giữ chiếc chìa khóa vạn năng mở ra sự giàu có. Cơ thể của bạn sẽ bừng lên ánh sáng ấm áp vì bạn đã khám phá ra tư duy đúng đắn về sự để đạt được sự giàu có vô hạn. Và phần hấp dẫn nhất chính là một khi hoàn tất chương trình của chúng tôi, bạn sẽ có ngay khả năng thu hút sự giàu có về tài chính theo một cách hoàn toàn phù hợp với những nguyên tắc sống tối đa của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát được số phận của mình về tài chính và tinh thần. Và sau đó, hoàn tất chương trình, tất cả những gì bạn cần làm đơn giản chỉ là dành ra ít phút, 5 phút 49 giây để ngay liền. Nghỉ ngày liên tục để nuôi lớn tư duy giàu có của mình, lặp đi lặp lại. Lần nữa, các bạn hãy dành một ít thời gian để đọc nội dung website trên và trả lời những câu hỏi quen thuộc. Bạn nghĩ thế nào về nó? Bài viết này có chất lượng không? Nó có khả năng thôi miên không? Điều gì còn thiếu sót trong đó? Và bây giờ là câu hỏi triệu đô. Bài viết có thuyết phục được bạn mua sản phẩm không? Đây là kết quả. Bài viết đầu tiên chúng tôi gọi A xem như phá sản vì chỉ tạo được doanh số 100 sản phẩm trong 100 ngày. Bài viết thứ hai gọi B là một cú ngoạn mục khi chúng tôi thu được 8.500 đô chỉ trong một ngày. Bạn thấy đấy, nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ đã tạo ra sự khác biệt trong bán hàng. Nhìn lại xem, cùng một sản phẩm, cùng một giá, đối tượng khách hàng như nhau, sự thay đổi duy nhất chỉ là nội dung. Lưu ý lần nữa, sự thay đổi duy nhất là bài viết. Lần tới, nếu bạn vẫn còn gãi đầu thắc mắc rằng liệu thôi miên bằng ngôn từ có giúp gì được cho việc bán hàng, hãy đọc lại chương này để sau đó hút bạc ngoài sức tưởng tượng. 14. Tôi đã học bí kíp thôi miên bằng ngôn từ như thế nào? Không nhiều người biết rằng tôi học thôi miên bằng ngôn từ nhờ vào thói quen đọc các catalog quảng cáo của các ảo thuật gia. Tôi có một niềm yêu thích đặc biệt đối với ảo thuật từ khi 16 tuổi. Tôi cảm hứng từ câu chuyện thành công của Houdini. Tôi từng mơ ước trở thành Harry Excelsior, ảo thuật gia chuyên thực hiện các màn thoát thân giỏi nhất thế giới. Tôi thường kêu các anh em anh
anh em trai trói chặt mình vào căn hầm nhà ở Ohio và tôi luôn tự mình cởi trói và thoát ra thành công. Tôi biết những bí kíp của Houdini, tôi có thể làm những chuyện mà ông ấy đã làm. Có lần tôi còn dự tính sẽ nhờ ai đó trói gô mình lại và ném mình xuống nước từ một cây cầu ở quê nhà để trải nghiệm việc tự cởi trói rồi thoát thân dưới nước. Thế là tôi chuyển sang ảo thuật với những lá bài. Tôi đã từng phát minh ra một vài trò ảo thuật với bài tây và chúng tôi được đăng lên tạp chí khi tôi còn là một cậu thiếu niên. Nhưng bố tôi không bao giờ ủng hộ tôi trở thành một nhà ảo thuật gia, nên tôi đã giấu nhẹm ước mơ thuở ấu thơ ấy dưới một tảng đá kim loại suốt 30 năm trời. Ngày hôm nay, tôi quyết định trở lại với nó. Tôi đã được gặp Lancey Burton, Peter Riven, Max Levy và những nghệ sĩ hoạt náo nổi tiếng như Kathleen. Cậu cũng đã từng sử dụng những ý tưởng marketing của tôi. Rồi thì tôi đã là một thành viên trọn đời của Hội ảo thuật gia Hoa Kỳ do Houdini sáng lập vào năm 1902. Tôi rất thích đọc các catalog quảng cáo của các ảo thuật gia vì chúng là những ví dụ xuất sắc của thôi miên bằng ngôn từ. Nói một cách ví von, họ bán những âm thanh nướng thịt xèo xèo vui tai chứ không bán miếng thịt. Họ tập trung viết về lợi ích chứ không phải đặc điểm sản phẩm. Họ luôn giấu được bí quyết, họ đi bán những giấc mơ. Đây chính là bài học quan trọng cần chú ý. Bạn nghĩ sao về câu miêu tả? Hãy xem khán giả vỡ òa với một tràng cười sảng khoái khi bạn nhận ra một con vịt chỉ bằng tay không, rất dễ thực hiện và không yêu cầu kinh nghiệm. Đó là một câu thôi miên. Nó tập trung vào điều mà mọi ảo thuật gia đều muốn được tán thưởng và trở nên nổi tiếng mà không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức. Để tôi chia sẻ một ví dụ dài hơn và sẽ phân tích cho bạn hiểu. Chào mừng đến với bản tin ảo thuật của Dennis và Lee Scott Alexander, câu trả lời cuối cùng. Tờ tiền trong quả chanh. Tôi đã mong chờ sự kiện này trong một thời gian dài. Scott Alexander, quản lý của studio ảo thuật Dennis and Lee ở Las Vegas, đã xác lập tên tuổi của mình thông qua việc phát hành hai DVD Midnight Show và 10 O'Clock Show. Đó không chính là lần đầu tiên Scott Alexander ra mắt các bạn. Đoạn giới thiệu đầu này đã ngay lập tức thiết lập mức độ đáng tin cậy. Anh ta từng có DVD, anh ta là quản lý của studio, anh ta không phải ảo thuật gia tầm phào, anh ta là dân chuyên nghiệp. Đoạn văn này đã thành công trong việc gây dựng sự đáng tin cậy, một thành phần vô cùng quan trọng trong thôi miên bằng ngôn từ. Giờ đây, anh ta ra mắt bộ đồ nghề đầy đủ của màn ảo thuật từ tiền trong quả chanh. Với bộ đồ nghề này, được giao hàng tận nơi trong vòng 2 tuần, số lượng có hạn. Vì đây chính là lần phát hành đầu tiên, nên chúng tôi sẽ chỉ nhận những đơn hàng nào mà chúng tôi cảm thấy chắc chắn nhất. Vì thế, những khách hàng có đăng ký bản tin hàng tuần của chúng tôi sẽ được ưu tiên trước nhất. Lưu ý là những bộ đồ nghề này sẽ không được bày bán rộng rãi trên các trang web bán hàng đại chúng. Đoạn quảng cáo này đã vận dụng triệt để nguyên tắc gây khan hiếm hàng hóa. Khi bạn thấy một thứ khan hiếm và khó lấy, bạn sẽ thực sự muốn sở hữu nó. Hồi cuốn sách về quảng cáo nổi tiếng của Rainer Schwartz, quảng cáo đột xuất, đột phá, được bán trên eBay. Nó được chào với cái giá khủng khiếp là 900 đô la. Vì sao? Vì nó quá hiếm và đã gần như cháy hàng. Vài năm trước, tôi muốn tậu một cuốn sách ảo thuật cực hiếm, dạy cách thực hiện trò dùng tay không bắt đạn bắn ra từ súng, một màn nguy hiểm trong ảo thuật. Cuốn sách càng khó tìm, tôi càng muốn có nó, đến nỗi tôi gần như bị ám ảnh. Đến khi tôi tìm được một cuốn, tôi đã thất vọng. Nó không thực sự sốt như tôi tưởng. Tương tự, đoạn quảng cáo vừa rồi cho bạn biết rằng món hàng đó sẽ rất hiếm và khó tìm. Đó chính là thôi miên. Vì nó đã thành công trong việc giật dây tâm lý của bạn. Đây là một bộ đồ nghề cực kỳ chuyên nghiệp của Scott, sử dụng trong các màn biểu diễn của anh, được phát minh bởi dân chuyên nghiệp, được trình diễn bởi dân chuyên nghiệp và được bán bởi dân chuyên nghiệp. Mọi thành phần đều được sản xuất ở Mỹ với những tiêu chuẩn rất cao về chất lượng, không sử dụng linh kiện nhập. Thực tế đáng buồn là phần lớn đồ nghề ảo thuật là sắt vụn,
được làm từ một cách sơ sài, rất dễ gây gãy hoặc vỡ. Dennis and Lee biết điều đó nên họ phải quảng cáo rằng đây là bộ đồ nghề đẳng cấp, không cần phải bàn cãi. Scott Alexander đã tìm ra giải pháp hoàn hảo nhất cho màn ảo thuật kinh điển tờ tiền trong quả chanh. Tất cả những gì bạn cần đều là những bộ đồ nghề này, rất dễ thực hiện, hoàn toàn mang tính thực nghiệm, dễ dàng đánh lừa khán giả và làm cho họ phát cuồng. Bạn cần lưu ý điều mà đoạn quảng cáo trên đã làm được. Nó đang vẽ lên hình ảnh và thực hiện màn ảo thuật đó và trở thành ngôi sao của bữa tiệc. Khán giả phát cuồng là một cụm từ mà mọi ảo thuật gia đều muốn trải nghiệm. Nó cũng hấp dẫn đối với bản thân bạn. Đây cũng là chả là kỹ thuật trong thôi miên. Hãy chạm đến cái tôi của người đọc, rồi bạn sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu. Đó chính là quyền năng của thôi miên. Đây là một kỹ xảo kinh điển, một tờ tiền nhà băng có chữ ký bị xé rách hoặc làm cho biến động bỗng dưng xuất hiện trở lại trong một quả chanh, một đồ nghề. Câu trả lời cuối cùng được thiết kế dành riêng cho dân chuyên nghiệp. Nó đã thỏa mãn, thậm chí vượt ngoài mong đợi các cuộc kiểm tra chất lượng. Có chứ, tờ tiền đã xuất hiện bên trong một quả chanh thật. Có chứ, khán giả có thể kiểm tra quả chanh trước khi mượn và ký vào tờ tiền. Có chứ, khách hàng có quyền chọn một quả chanh bất kỳ trong rổ chanh và nhà ảo thuật vẫn thành công. Có chứ, quả chanh có thể được nhốt kỹ trong một cái túi dùng khóa phép Mordor mà người biểu diễn chưa hề đụng đến. Có chứ, khán giả có quyền cất quả chanh để kiểm tra. Có hai điều cần lưu ý ở đây. Đầu tiên, bài quảng cáo trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Bạn sẽ được học tiếp trong các phần sau của cuốn sách này rằng việc tiên đoán những mối quan tâm, thắc mắc của người đọc và trả lời chúng ngay đúng thời điểm là chìa khóa thành công của nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Thứ hai, họ đang hình thành cho bạn một tư duy có hoặc vâng. Hãy quan sát các câu có chứ trong đoạn quảng cáo. Bạn sẽ thấy rằng thôi miên bằng ngôn từ sẽ không thể được tạo ra nếu không có sự đồng thuận của người tiếp nhận. Đầu tiên, hãy nói về dụng cụ chủ chốt tạo nên hiệu ứng của màn ảo thuật. Nó đã được mài giũa đến độ hoàn hảo qua hàng nghìn giờ làm việc cần lực của Scott, Thomas Quay và Postcorer. Mặc dù bên ngoài trông nó rất bình thường, điều đó không phản ánh giá trị thực của nó. Thực tế, nó là một dụng cụ được tạo tác chính xác để phục vụ riêng cho mục đích diễn trò, được làm ra với tay nghề đại tài của Thomas Quay. Sự tinh tế của nó sẽ giúp bạn trình diễn thành công và làm nên điều kỳ diệu. Những dụng cụ tinh xảo như thế này đúng nhất chỉ dành cho một nhân vật đẳng cấp như là James Bond. Một lần nữa, đoạn quảng cáo muốn bạn tin rằng đây là một thứ đồ nghề công nghệ cao và sự liên hệ với nhân vật James Bond là một thủ thuật thông minh. Hầu hết chúng ta đều biết đến điệp viên 007 cũng như những bộ đồ nghề phi thường của anh ta. Đây là một thủ thuật thôi miên cực kỳ hiệu nghiệm, dẫn dắt tâm lý người đọc bằng một sự liên hệ chính xác và gần gũi. Dụng cụ ma thuật này sẽ cho bạn quyền năng di chuyển tờ tiền có chữ ký vào trong một quả chanh, một quả cam và bất kỳ một loại trái cây nào khác một cách ngoạn mục ngay trước mắt khán giả mà họ không thể nào hay biết. Nó sẽ giúp bạn thực hiện một cách chớp nhoáng và hiểm hóc như cú đớp của rắn chuông. Tôi không lạ gì với hình ảnh liên hệ này. Rắn chuông không tử tế và chúng thực sự có tốc độ kinh ngạc. Đã quảng cáo tiếp tục từ đó diễn giải về màn ảo thuật. Quảng cáo chi mà phải nói nhiều đến thế. Bộ đồ nghề ảo thuật này được bán với giá 400 đô la. Vâng, 400 đô la. Nếu bạn muốn có nó, tôi tin là họ có một bộ và chỉ có một bộ duy nhất. Bạn sẽ thấy trong những phần sau của cuốn sách này, một trong những nguyên tắc bí mật của tôi là giá càng cao, viết càng nhiều. Lần sau, các catalog của ảo thuật gia là một nguồn tham khảo tuyệt vời để học cách viết thôi miên. Chúng dạy cho bạn cách tập trung vào lợi ích của người đọc. Mỗi khi viết quảng cáo, hãy tự hỏi bản thân mình, độc giả họ muốn gì, tập trung vào câu hỏi đó và hãy cho họ biết họ muốn điều họ muốn. Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào nghiên cứu cách viết thôi miên, hãy nhìn trộm vào cánh cửa có thể hiện diện sự thôi miên để có cái nhìn tổng quát.